Nên là theo tôi ấy, thì ta nên dừng lại. Tôi cũng muốn lắm, nhưng còn khách hàng, còn nguồn hàng, không phải một chốc một lát mà xây dựng thành một đế chế. Thế này chú Cửu ạ, đến cái việc khách hàng là thượng đế mà chú cũng không hiểu à? Thượng đế không cần hiểu mình, nhưng mình phải hiểu thượng đế. Lần trước chú bảo hoãn, mọi thứ đã loạn hết cả lên rồi. Lần này chú bảo dừng, nếu mà dừng nhá, khách không đảm bảo được nguồn hàng thì kể cả chú và bố cháu đều không tồn tại. Trung, theo tôi thì anh có thể thuyết phục khách hàng tìm nguồn khác có được không? Chú nói hài vãi. Ê! Cút! Bố với chú nói chuyện mà cứ chen vào. Tôi cũng tính đến chuyện dừng hẳn nửa năm hoặc một năm. Vậy nên tôi vẫn muốn chú mở cho tôi 2 đến 3 tuần. Thế thì hơi lâu anh ạ. Nếu anh có thể thu xếp trong vòng 1 tuần thì tôi có thể đảm bảo cho anh được. Chắc lép quá ông chú ơi. 1 tuần hay 2 tuần thì cũng thế. Nếu muốn thuyết phục được mọi người ấy, 1 tháng là ít. Bố cứ quỵ lụy mấy cái lão ấy làm cái gì? Hốc cho đẫy tễ vào rồi, làm sao thoát được cái tổ to vò? Cái mồm. Mà bọn thằng Trường oải rồi, con cắt đuôi chúng nó rồi đấy. Mày lại làm gì chúng nó rồi? Ờ hay, thời buổi nào rồi mà còn phải động tay động chân nữa. Con chỉ ngoáy mỗi tí đấy. Mà bố cứ sợ nó làm cái gì nhỉ? Thằng Trường nó to mồm thế thôi, nhưng mà mềm nắn rắn buông. Bố thử nghĩ nó xem, nó còn mẹ già, con thơ ở nhà, tuổi gì dám cứng với bố con mình. Mày đúng là ngựa non háu đá. Cứ thế này làm sao bố trao cơ ngơi cho mày được? Chẳng qua là bố cứ giữ khư khư thôi. Bố cứ cho con nửa cái Thịnh gia, hoặc là trả lại cho con cái Thái Lai xem. Con sẽ làm cho bố thấy cờ đến tay anh ấy phất. Mày đánh bố mày đi à? Mày ngồi xuống đây bố bảo. Bố có để cho mày thiếu thốn gì đâu mà cứ phải nhao ra ngoài thế hả con? Tiền với mày quan trọng thế cơ à? Ừ. Cũng như bố thầy, ốm sắp tạch lên hơi rồi mà vẫn kiếm tiền đấy. Bật dậy! Mày chùi tao chết để mày lấy cái cơ ngơi này chứ gì? Bố có chết vào mắt, mà kể cả nhá, bố có chết thì cái đế chế của bố sẽ chia 5 x 7. Bố nghĩ cái bọn tay to đằng sau lưng bố đấy để cho con bát cơm đấy. Mà thôi, bố uống thuốc đi, bố sống lâu lâu rồi nhá. Hóa ra là mày lo chuyện đấy. Nghĩ bố sống đến tuổi này rồi mà không biết cách phòng thân à? Thay về dạy khôn bố, mày lo học cách kiềm chế bản thân đi. Phải biết kiên nhẫn và nhìn xa. Như cái kiểu nói chuyện với ông Cửu hôm nay là không được đâu. Bố chẳng hiểu cái gì cả. Đấy là con khịa lão Cửu, hốc đẫy tiền vào rồi. Mình phải chơi chiêu. Tao cấm. Để tao tính. Ông ta nói cũng có cái lý. Dừng thêm một thời gian nữa, biết đâu lại hay. Bố mà dừng á, chủ không có hàng, nó có đá trẻ mõm bố con mình ra. Con phải cảm ơn nó đấy. Ôn này, nói được một câu tử thế thì 3-4 câu hỗn láo. Việc của tao để tao thinh.